Rồi em chào mừng quý bà con, cô chú gần xa. Hôm nay thì ngày 6 tháng 9 2022. Em đang đứng trước cái vườn của em, đang cắt xử lý măng cầu na thái đã trái, và có rất là nhiều anh em khách hàng cũng như là bạn bè gần xa cũng có đặt những cái câu hỏi liên quan tới cái việc chúng ta chăm sóc cái cây như thế nào để cho nó cây phát triển khỏe mạnh và xanh tốt, và có được những cái tàn đẹp cũng như là gốc to để chúng ta để trái được nhiều đó. Thì hôm nay em sẽ vừa chia sẻ cho quý bà con cô chú cái bí quyết mà em đã áp dụng thành công đối với cái vườn của em măng cầu na thái này. Thì nói về những cái cách nguyên nhân cái cây măng cầu na thái để có rất là nhiều những cái trường hợp như sau. Em ví dụ như em cái cây măng cầu na thái của em này mọi người, thì những cái cây này là cắt được khoảng 5 đến 7 ngày. Các cô chú anh chị thấy cây đang những cái búp thực non này nè, nó đang lú lú ra nè, đó, những cái thực non này lú lú ra nè. Thì đối với cái cây măng cầu na thái, cái giai đoạn mà chúng ta cắt cành cũng như là cái giai đoạn chúng ta cắt cành để trái và cắt cành để nuôi thân để cho cây nó lớn, thì nó cái giai đoạn này rất là quan trọng. Từ cái giai đoạn cắt đây, thì cũng như là giai đoạn cắt đến những cái ngày này nó rất là quan trọng luôn. Sẽ có rất là nhiều khách đặt cái câu hỏi với em là thầy ơi, tại sao mà cái cây em đang xanh tốt mà tự nhiên nó lại giống như là không phát triển luôn. Thì có nhiều anh em, cái lá của nó giống như là cái lá non của nó, nhưng mà nó lại già, nó khằng lại như vậy nè. Nó khằng lại là cái lá non nha, cái này là lá già. Em ví dụ cái lá già, cái lá non mà nó già lại vậy luôn á. Thì có rất là nhiều anh em cũng tưởng nhầm rằng ha, là cái do cái bộ rễ, hoặc là do một cái vấn đề gì đó mà cái cây nó không phát triển được. Thì hôm nay em cũng chia sẻ luôn là trong cái quá trình trồng á, thì em cũng rút rất ra được rất là nhiều cái kinh nghiệm đó. Ví dụ như cái cây này đi, em ví dụ như cây này là không để trái nha mọi cô chú anh chị. Cây này là đang làm tàn từ nhỏ đó, đang làm tàn từ nhỏ với cô chú anh chị. Làm tàn từ nhỏ là cái này cắt để cho nó tạo tàn nè, tạo tàn từ nhỏ thì cây nó mới tán ngang, nó mới đẹp. Cây là cắt nè, hàng lên là cắt hết, lên cắt hết, cắt càng sát càng tốt nha cô chú anh chị. Từ từ sẽ được tàn đẹp, mình chừa hàng ngang, tàn ngang cho đẹp. Thì đối với những cái giai đoạn những cái lá này nó đang mang búp nè, đang mang búp nè, thì nó rất là dễ bị cái con này, là phải nói là cái con nhện đỏ cô chú anh chị. Cái con nhện đỏ, thì cái con nhện đỏ là cái con đặc thù, nó là nguy hiểm nhất đối với cái cây na. Thật sự chia sẻ với bà con cô chú là cái con nhện đỏ, cái con này nó chúng ta không thấy được, nó ăn cái lá non là bạo lắm. Vườn nào mà nó có nhện đỏ rồi á, là cô chú anh chị, là cái lá nó vừa lú ra thôi là nó ăn là tàn sát luôn, là cái cây này nó sẽ già lại gan như cái cây này, như là cái lá già vậy nè. Em nói cô chú anh chị cứ để ý. Đó, vậy thì mình làm sao mà để cho diệt được cái con nhện đỏ trong cái giai đoạn từ lú mầm như thế này, đó là lú mầm như thế này, cho đến mà lá nó mở ra như thế này á, thì nó không còn ăn được nữa nha. Những cái giai đoạn cái lá nó mở ra gì thì nó không ăn được nữa, nhưng mà cái lá mà nó còn nhỏ nhỏ là nó ăn dữ lắm, nó ăn con nhện đỏ. Chứ anh chị khỏi có nghi ngờ gì hết, đừng có nghi ngờ gì hết, đừng nghi ngờ bộ rễ, mình lo cái rễ không nó cũng không im đó. Cái cây na nó không có chịu nước nha cô chú anh chị. Cái rễ mà cô chú anh chị cứ rút nước ra sát đây, nếu mà trời có mưa thì cứ rút nước ra sát, cái cây nó chịu khô, cây na nó chịu khô lắm cô chú. Thì vậy thì cái con nhện đỏ vườn em đã sử dụng cái phương pháp gì để diệt được? Chỉ cần cái vườn mà mình trị được cái con nhện đỏ là vườn đó là ok. Hôm nay này em bảo đảm với cô chú anh chị luôn. Thì rồi, thì hôm nay cũng chia sẻ với cô chú anh chị. Đây là ông cha em, ổng đây là thuốc đã xài rồi, em xài à. Em chia sẻ với cô chú anh chị. Nó để chữ diệt nhện nè. Cái thuốc này cô chú anh chị nè, cái này là em không có bán thuốc gì trơn nha. Bên em chỉ bán cây giống thôi. Bán cây giống ăn trái với cây thôi. Nhưng mà bên em á, cái này là em chia sẻ với quý bà con. Cái giai đoạn mà mình nó mới lú mầm vậy đó,
hoặc nó lá nó to to hơn chút nha. Quý bà con xịt cái chai nhện đỏ này giùm em nha, thì đảm bảo với cô chú không còn cái con nhện đỏ nào hết. Thì nếu mà cái vườn nó không còn nhện đỏ là cây là ok luôn, những cái thực non là ok, nó bảo vệ cái thực non, nó trị nhện đỏ ha, nó trị nhện đỏ, nó trị bọ chỉ luôn cái chai này nè. Thì những cái đó nó là rất là nguy hiểm luôn. Nếu mà mấy cái vườn nào mà cái lá mà tự nhiên nó mình cắt ra mà nó đang tốt phải không, cái tự nhiên cái nó bị như là nó khằn lại luôn, thì đó là nhện đỏ các bà con. Cái cây na nó rất là kỵ nhện đỏ. Nhện đỏ là nó ăn, ví dụ như nó ăn cái lá non mà nó nhám gì luôn á, là mình tưởng đó là nó si cây, hoặc là mình tưởng là nó bây giờ bị bộ rễ, nhưng không phải, nó là do nhện đỏ nha cô chú. Thì cái chai này là em cam kết với bà con cô chú luôn, mình xịt là tiệt nhện đỏ luôn. Nếu mà không có tiệt nhện đỏ, với bà con cứ lại thẳng vườn với nhà em đó, thẳng vườn nhà em để bồi thường. Với cô chú anh chị mua, nếu mà được thì cô chú anh chị cứ tìm mua cái chai này đó. Em này thì em không có bán phân thuốc gì hết, em chỉ chia sẻ thôi, do cái nhãn hiệu cái thương mại nên em chỉ quay gì thôi nha cô chú. Nếu được thì mình lại mình nó để chữ nhện đỏ không à, đó, nhện đỏ nè con gì đó này, em không bán thuốc nên không có gành lắm đó. Chai này rất là hay luôn cô chú anh chị, này là chia sẻ thành tình luôn nha. Những cái bí quyết này thì thường là những người ta làm na người ta cũng ít chia sẻ lắm, do là em thì em bên cây giống nên em muốn chia sẻ đến những cái điều tốt đẹp nhất đến với bà con để có những cái vụ mùa bội thu cho cây phát triển khỏe mạnh nè. Cái chai này chị nhận đỏ cực kỳ là VIP luôn, cô chú xịt một lần thôi là tiệt luôn, nó tiệt nó không tái đi tái lại. Nhiều cái loại thuốc khác nó sẽ tái đi tái lại nha, nhưng mà cái loại này là không tái đi tái lại. Lâu lâu mình xịt cử những cái giai đoạn quan trọng thì mình xịt thì nó không tái lại đâu. Đây là cam kết luôn, này là cam kết luôn, không tái lại. Em nói chung là lại vườn em mà kiếm em đó. Em thì ở khu vực Tân Phước 1, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Thì hôm nay thì lên chia sẻ với bà con cái nguyên nhân mà nhiều cái nguyên nhân mà anh chị em đã gặp phải thì em có chia sẻ ha. Còn cái loại thuốc này nếu mà anh chị em nào mua không được á, ở xa mua không có, kiếm không có đó, thì cứ nhờ em mua giùm cho. Tại vì mà một cái chai thuốc này nó sẽ gây tầm khoảng 100 mấy 200 ngàn, 200 ngoài thôi đó cô chú. Thì mình xịt rất là nhiều bình lắm, này nó 100 ml thôi, nhưng mà nó cho em xịt nó cũng 300-400 gốc gì đó, cái liều lượng nó có trong đây đó. Rồi thì em vừa chia sẻ với bà con cái chai thuốc độc quyền của bên em, phải gọi độc quyền mà là chai thuốc mà em đã sử dụng thành công á, để chăm sóc tốt cho cây na. Rồi thì em cũng sẵn chia sẻ luôn, cũng có một số khách hôm nay có trong cái giờ dạy đó, có khách cũng điện em nói thầy ơi cho em đặt, anh này anh ở Tiền Giang, anh đặt 220 cây na. Rồi em mới hỏi là anh ơi anh trồng khoảng cách là bao nhiêu, thì anh nói là do anh là cái vườn thanh long nên anh trồng cái khoảng cách nó có sẵn cái mô đó, là 2m8 không tới 3m một cây đó. Thì em mới nói là nếu mà anh trồng vậy thì cũng được, nhưng mà nó hơi dày nha. Thì anh mới nói tại vì nó sẵn mô na, thì em mới tư vấn cho ảnh là cái khoảng cách của cây. Đây là cái khoảng cách cây nè mấy anh chị, cây này là 3m, hồi xưa em mới trồng 3m cây, nhưng mà bây giờ nó đụng tàn với nhau rồi. Em mới nói với anh là anh ơi nếu mà anh thật sự á, anh mua bao nhiêu cây na thì em bán nhiều cây, tại vì càng nhiều thì em càng có lợi nhuận thôi. Nhưng mà anh chia sẻ thực tình với anh luôn là trồng 3,5m là cái khoảng cách chuẩn nhất, mặt bờ là 4,5m đến 5m đó, trồng là sẽ tiền đó. Mình trồng như vậy á thì sau này mình không hối hận, để anh đặt cái cây xuống rồi mình hối hận mất công. Giống như em trồng 3 thước nè, bây giờ là nó giáp tàn mới có 2 năm mà, và những cái năm về sau thì mình càng ngày càng thâu vô nó không được nhiêu tàn nhé. Theo mà được mặt bờ đẹp là trồng 4m luôn nó vẫn đẹp, cây nó cứ đưa tàn ngang hết, cái tàn mà tàn lên là cắt ngang chân nè, thấp ngang ngang chân nè, cái này em là tàn ngang không có tàn lên. Nó mình càng ra xa thì càng tốt, có đất rộng được cứ trồng 3,5m đến 4m đó. Với bà con em cũng chia sẻ những cái gì mà theo cái cách em hiểu biết về cái vườn, về cái mặn cầu Na Thái đối với bà con ha. Thì anh em cũng có rồi, với bà con là có những cái thắc mắc gì thì cứ liên hệ em chạy giống thầy Đỉnh, số điện thoại là 0961 084 636. Thì địa chỉ của vườn em là khu vực Tân Phước 1, phường Thượng Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đó.
Rồi chúc quý bà con có những vụ mùa bội thu và thành công trong cái công việc trồng cây na thái của mình nha. Xin thân ái kính chào.